có cái triển lãm của chúng ta, có các thầy cô là thành viên hội đồng bộ môn văn của tỉnh, các thầy cô đến từ các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh và các thầy cô là giáo viên của trường trung học phổ thông. Đề nghị các em nhiệt liệt hoan nghênh. Cảm ơn các em. Buổi báo cáo ngày hôm nay của chúng ta sẽ chủ yếu là do hai học sinh thân thương của chúng ta dẫn dắt chương trình. Và nhiệm vụ của các con ngày hôm nay đó chính là các con phải làm sao trình bày lại được những kiến thức mà chúng ta đã được tìm hiểu về văn thuyết minh. Cái thứ hai là phải ứng dụng văn thuyết minh vào trong việc hướng dẫn viên như thế là nói để có thể giới thiệu với tới quý thầy cô sản phẩm cho các con đã làm được và giới thiệu được vẻ đẹp truyền thống của thành phố Bà Rịa. Đó là nhiệm vụ của các con ngày hôm nay. Và lớp 10B4 đó là em Lê Ý Minh Nhật và em Chu Thị Ngọc Thảo. Đề nghị chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh các bạn. Như vậy là tiết học minh họa đến bây giờ chính thức được bắt đầu. Xin mời các em. Em xin chân thành cảm ơn những lời mở đầu của cô. Về đó đầu tiên cho phép em Nguyễn Thế Dự, em Chu Thị Ngọc Thảo xin gửi lời quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào chân thành nhất. Thưa quý vị, trong suốt 3 tháng vừa qua, tổ trưởng ban và học sinh 3 lớp 10A1, 10A2 và 10B4 trường trung học phổ thông Châu Thành đã tổ chức và tham gia dự án văn thuyết minh tôi yêu Bà Rịa. Ngày hôm nay, chúng em long trọng tổ chức buổi báo cáo với hai mục tiêu như sau. Thứ nhất, khái quát quá trình thực hiện dự án tôi yêu Bà Rịa, dự án của trường văn thuyết minh vào việc giới thiệu nét đẹp tiềm ẩn của thành phố Bà Rịa. Thứ hai, giới thiệu những sản phẩm đã đạt được sau dự án. Đó chính là lý do của buổi báo cáo hôm nay. Của báo cáo diễn ra gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất đó là đi tìm chuyên gia văn thuyết minh và phần thứ hai đó là 4 phút làm huấn luyện viên. Hoạt động đầu tiên của chúng em trong dự án ngày hôm nay đó chính là cách tìm hiểu viết bài văn thuyết minh theo nội dung của 6 bài học trong sách ngữ văn lớp 10. Bao gồm thứ nhất các hình thức kết cấu văn bản thuyết minh, hai là dạng lý bài văn thuyết minh, ba tính chuẩn xác phát dựng của văn bản thuyết minh, 4 phương pháp thuyết minh, 5 luyện tập viết lại văn thuyết minh và 6 là tóm tắt văn bản thuyết minh. Chúng em đã hoàn thành những sản phẩm về dự án văn thuyết minh, trong đó có một tập phim tư liệu do lớp 10A2 thực hiện. Xin mời quý thầy cô và tất cả các bạn học sinh cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã đến với video của chúng mình. Chúng mình đến với dự án văn thuyết minh tôi yêu Bà Rịa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về văn thuyết minh. Vậy văn thuyết minh là gì? Nó ứng dụng như thế nào trong cuộc sống? Hay cách để tạo lập văn bản thuyết minh? Vậy mình sẽ thông tin về chủ đề nó. Như vậy văn thuyết minh thường được sử dụng trong các văn du lịch, các lễ hội hay các công viên văn hóa. Những dòng trạng thái, những lần check in về các điểm đến lý tưởng trên trang web cá nhân và cộng đồng, trong lời giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch, trong các phim tài liệu, trong các bản hướng dẫn người bạn của mình, thậm chí là trong những câu chuyện hàng ngày. Vì vậy, văn thuyết minh rất gần gũi với cuộc sống. Thứ nhất, hãy cùng tìm hiểu về khái niệm văn thuyết minh. Đây là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống, nhằm cung cấp trí thức, kiến thức về đặc điểm, tính chất của sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích. Đối tượng có thể thuyết minh con người, địa danh, đặc sản vùng miền, vân vân, để thấy rõ điểm khác biệt của văn thuyết minh so với các loại văn bản khác. Nhóm phóng viên lớp 10A2 đã phỏng vấn cô Nguyễn Thị Bích Hòa, là phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng và phụ trách giảng dạy ôn ngữ văn. Điểm khác biệt của văn thuyết minh đối với là các thể loại văn khác mà chúng ta cần được quan tâm nhất là chính là tính chuẩn xác. Tính chuẩn xác này đòi hỏi những cái thông tin mà chúng ta đưa ra là phải là những cái thông tin đã được kiểm chứng, đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận, và những cái thông tin đưa ra thì phải đến tận nơi mà các em quan sát trực tiếp thì lúc đó thì cái tính chuẩn xác là mới đảm bảo. Chứ không như những cái thể loại khác thì chúng ta có thể hư cấu, chúng ta có thể tưởng tượng, hay là chúng ta có thể là căn cứ trên một cái một yếu tố có thực và trong đó có những cái yếu tố hư cấu. Nhưng mà riêng văn thuyết minh thì tính chuẩn xác phải đòi hỏi
phải là tuyệt đối. Phần 2, cách làm bài văn thuyết minh. Để có được bài văn thuyết minh, chúng ta tiến hành theo 4 bước. Bước 1, xác định đối tượng và mục đích thuyết minh. Việc làm này sẽ giúp bạn: thứ nhất, tìm kiếm thông tin chuẩn xác cần thiết cho đối tượng thuyết minh từ các nguồn tư liệu chính thống có cập nhật mới. Tiếp theo, bạn phải lựa chọn hình thức kết cấu, không gian, thời gian, mục đích để triển khai và sắp xếp ý hợp lý. Cuối cùng, dựa vào mục đích thuyết minh, bạn lựa chọn phương pháp thuyết minh, nêu định nghĩa, liệt kê, so sánh, giải thích, dùng số liệu, chứng tích, phân tích để làm nổi bật bản chất đối tượng và giúp người đọc, người nghe dễ tiếp nhận. Cường số. Bước 2, lập đặt ý, mở bài, cung cấp thông tin, gọi tên được đối tượng và phân loại đối tượng. Phân bài. Phân bài có nhiều đoạn, mỗi đoạn giới thiệu một hoặc nhiều phương diện, đặc điểm của đối tượng theo trình tự đã dự kiến. Kết bài, đánh giá khả năng, vai trò ứng dụng của đối tượng trong thực tế, tạo trung âm cho bài viết. Đó chỉ là đặt ý chung cho văn viết minh. Một đối tượng viết minh sẽ có cách triển khai riêng. Ví dụ, viết minh về danh lam thắng cảnh. 1. Giới thiệu vị trí địa lý, địa chỉ, nơi tọa lạc. 2. Nguồn gốc, lịch sử hình thành. 3. Cảnh bao góc đến chi tiết. 4. Giá trị văn hóa, lịch sử, viết minh về món ăn. 1. Nguồn gốc, ý nghĩa tên gọi. 2. Đặc điểm, dáng vẻ, màu sắc, hương vị. 3. Cách chế biến. 4. Cách thưởng. 5. Ý nghĩa, giá trị. Bước 3. Viết bài văn viết minh. Bước 4. Kiểm tra đặc điểm lỗi. Phần 3, lưu ý khi viết bài, chi thức trong văn thuyết minh phải chuẩn xác, khách quan, khoa học và hữu ích. Vậy để văn bản thuyết minh có tính hấp dẫn dần, người viết có thể kết hợp thêm các yếu tố miêu tả, hiểu cảm, nghị luận về cách diễn đạt không chỉ rõ ràng, dễ hiểu mà còn phải biến hóa linh hoạt về giọng điệu, câu văn và ngôn từ. Khi cần, nên phối hợp nhiều loại kiến thức để đối tượng thuyết minh được soi rõ từ nhiều góc độ khác nhau. Phần 4, kết luận. Để viết được bài văn thuyết minh hay, bài văn thuyết minh phải đảm bảo tính chuẩn xác và tính hấp dẫn, có sự đầu tư tìm hiểu về mặt thương hiệu, thông tin về đối tượng thuyết minh. Để bài văn thuyết minh mạch lạc, người viết cần nắm vững hình, kết cấu và phương pháp thuyết minh, kết luận hợp lý. Không thể có một bài văn thuyết minh hay nếu bạn không luyện tập viết và trao đổi vốn ngôn ngữ thường xuyên. Và bây giờ nick của chúng mình đã kết thúc. Chúc bạn sẽ thành công với những gợi ý mà bọn mình đã giới thiệu. Vừa rồi, quý thầy cô và các bạn đã được xem một đoạn phim tư liệu về Văn Thuyết Minh. Vậy quý thầy cô và các bạn cảm thấy những thước phim tư liệu ấy như thế nào ạ? Tuy còn một vài thiếu sót nhỏ nhỏ nhưng mà các bạn học sinh đã cố gắng, nỗ lực đầu tư hết sức mình và thực sự đã đem lại những kiến thức vô cùng quan trọng, trọng tâm về Văn Thuyết Minh trong chương trình của Văn 10. Và tiếp theo sau đây, mình xin mời các chuyên gia văn thuyết minh của ba lớp chúng ta cùng mời chia sẻ thêm những kiến thức trọng tâm khác về văn thuyết minh. Phương pháp thuyết minh thì chúng ta đã từng học năm lớp 8 rồi, phải không ạ? Vậy thì lên năm lớp 10 thì chúng ta lại được học thêm những phương pháp thuyết minh mới. Vậy các bạn có thể chia sẻ những phương pháp mới này được không ạ? Và theo các bạn thì căn cứ vào đâu để lựa chọn văn thuyết minh, phương pháp thuyết minh một cách hiệu quả nhất? Mình mời bạn Trúc. Thưa cô và các bạn, mình tên là Nguyễn Lan Trúc, là chuyên gia đến từ lớp 11. Sau đây mình trả lời câu hỏi. Thì ở lớp 10 chúng ta có thêm hai phương pháp văn thuyết minh mới là thuyết minh bằng chú thích và thuyết minh bằng dễ giải nguyên kết quả. Thì để lựa chọn một phương pháp đạt hiệu quả cao nhất thì chúng ta phải xem xét là phương pháp đó có đáp ứng được mục đích thuyết minh hay không. Thứ hai là có làm nổi bật đối tượng hay không. Và cuối cùng cũng là quan trọng nhất chính là khơi gợi lên những hứng thú, cảm xúc của người đọc để nhằm ghi lại ấn tượng sâu sắc nhất về đối tượng mình khi thuyết minh. Mình cảm ơn những chia sẻ của bạn Thanh Trúc đến từ lớp 10A1 và các chuyên gia văn thuyết minh của ba lớp ơi. Các bạn có thể chia sẻ thêm những kinh nghiệm về viết văn thuyết minh hay là cách tóm tắt văn bản thuyết minh được không ạ? Xin chào quý thầy cô, xin mời có mặt ở buổi triển lãm hôm nay. Mình tên là Nguyễn Thị Nguyên, là chuyên gia thuyết minh đến từ lớp 12 về việc tóm tắt văn bản thuyết minh. Phương pháp văn bản thuyết minh là mình để trình bày giới thiệu đối tượng thuyết minh của các khán giả và đồng bạn.
là chúng ta sẽ phải xác định được mục đích và yêu cầu thuyết minh. Thứ hai, chúng ta sẽ đọc kỹ văn bản gốc. Thứ ba là tìm bố cục và xác định lý. Cuối cùng chúng ta sẽ viết tóm được tất cả những cái gì hết trơn để có thể là nắm bắt được văn bản gốc nha. Và mình cảm ơn chia sẻ của các bạn sinh viên từ lớp 12 và một kiến thức không thể nào thiếu và rất là trọng tâm ở trong văn bản thuyết minh. Thì có bạn chuyên gia văn thuyết minh nào cho mình biết ở dạng văn bản thuyết minh còn tồn tại ở dạng nào không ạ? Và mình xin mời chia sẻ của bạn Bảo Anh đến từ lớp 10B4. Thưa thầy cô và các bạn, em đây mình tên là Nguyễn Hồng Bảo Anh, chuyên gia văn thuyết minh đến từ lớp 10B4. Thì ngoài văn bản thuyết minh dạng viết, chúng ta còn văn bản thuyết minh dạng nói và văn bản thuyết minh đa phương tiện. Trong văn bản thuyết minh đa phương tiện có kết hợp các yếu tố như âm thanh, hình ảnh và video với nội dung phong phú, sống động và chân thực. Qua đó, đối tượng thuyết minh sẽ được miêu tả cụ thể, rõ ràng, dễ tiếp cận với người xem, cho người xem một cái nhìn toàn cảnh, thái quát, khách quan. Qua đó, đối tượng và thuyết minh sẽ tăng tính, lôi cuốn và hấp dẫn hơn. Mình cảm ơn chị chia sẻ của bạn Bảo Anh đến từ lớp 10B4. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ vô cùng bổ ích của các chuyên gia văn thuyết minh. Vậy thì Thảo ơi, vậy giờ để củng cố kiến thức cho bản thân của mình về văn thuyết minh thì giờ chúng ta làm thế nào? Theo Thảo nghĩ thì mình nên chơi một trò chơi. Trò chơi gì nhỉ? Mình sẽ bắt đầu chơi một trò chơi mang tên đi tìm chuyên gia văn thuyết minh. Ồ, nghe có vẻ hay đó. Nhưng mà chúng ta chơi bằng cách nào ta? Tất nhiên là chơi bằng ứng dụng Kahoot mà nãy chúng ta vừa đăng nhập mật mã rồi. Wow, vậy thì các bạn ơi, chúng ta cùng lấy điện thoại lên và chơi trò chơi Kahoot nhé. Trò chơi được mang tên đi tìm chuyên gia văn thuyết minh. Nào mọi người nhanh tay, chúng ta cùng lấy điện thoại ra và đăng nhập mã 173687. Những người có tên ở trên màn hình là những người đã đăng nhập thành công. Và em xin nói về thể loại trò chơi gồm 5 câu hỏi liên quan đến văn thuyết minh, gồm có 4 đáp án. Mọi người sẽ chọn đáp án đúng nhất, tương ứng với lại câu trả lời đúng nhất của mình dựa vào hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác và hình tròn. Người trả lời đúng nhất sẽ nhận được một phần thưởng vô cùng giá trị, đó chính là cuốn sách tên từ lớp 10A2. Vậy các bạn đã sẵn sàng chơi chưa ạ? Đó. Nào, chúng ta cùng bắt đầu trò chơi đi tìm chuyên gia văn thuyết minh. Chúng ta cùng đếm ngược nha. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, những yêu cầu của các bạn thuyết minh là gì? Chúng ta có 20 giây. Các bạn giơ tay lên ạ. Đã có 4 bạn, 10 bạn, 12 bạn trả lời. Và chúng ta còn 10 giây. Và câu trả lời đúng của chúng ta đó là tính chuẩn xác và tính hấp dẫn. Chúng ta cùng xem ai là người dẫn đầu trong câu hỏi đầu tiên nhé. Người dẫn đầu của chúng ta là bạn Hương với 873 điểm. Câu hỏi thứ hai trong dạng 5 câu hỏi là: trong văn bản thuyết minh, trình tự giới thiệu kiến thức về lịch sử hình thành một địa danh là: thời gian, không gian, logic hay hỗn hợp. Chúng ta còn 15 giây mà đã có hơn 10 bạn trả lời. Chúng ta còn 10 giây. Và đáp án của chúng ta đó chính là thời gian. Xin chúc mừng cho 7 bạn. Và Mỹ Linh là bạn đứng đầu với 1863 điểm. Tiếp theo câu hỏi thứ 3 trong 5 câu hỏi để viết dạng văn thuyết minh cần phải. Và đã có 13 bạn trả lời. Xin chúc mừng 13 bạn và người dẫn đầu chính là bạn Gia Thi với 2984 điểm. Câu hỏi thứ 4 bắt đầu, đâu là tình huống các bạn ứng dụng văn thuyết minh trong các tình huống sau? Chúng ta có tận 20 giây, các bạn hãy đọc câu hỏi và câu trả lời một cách chính xác nhất. Đã có 11 câu trả lời. Và có tổng 12 bạn. Người dẫn đầu vẫn tiếp tục là bạn Gia Thi. Câu hỏi cuối cùng. Phương pháp thuyết minh giảng giải nguyên nhân kết quả trong văn bản thuyết minh. Đây là câu hỏi mà các bạn có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Các bạn nhanh tay lên. Chỉ còn 10 giây thôi. Và đã có hơn 10 bạn trả lời câu hỏi. Chúc mừng 10 bạn đã trả lời đúng câu hỏi này. Và người về nhất đó chính là bạn Gia Thi. Xin chúc mừng bạn, hôm nay bạn chính là chuyên gia văn thuyết minh. Bạn Gia Thi lên nhận phần thưởng đến từ lớp 12, đó là cuốn sách
một tràng pháo tay thật lớn cho bạn Gia Thi, bạn hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu chuyên gia Văn Thuyết Minh của chúng ta ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý thầy cô và các bạn, để thực hiện dự án, chúng em không chỉ học cách viết bài văn thuyết minh mà còn được học thêm những kiến thức lịch sử với tiến sĩ Nguyễn Đình Thống, kỹ thuật chụp hình quay phim với anh Lê Đình Lê, học làm hướng dẫn viên với chú Nguyễn Thành Đức, hướng dẫn viên chuyên nghiệp đi thực tế tại các địa điểm để thu thập thông tin thực hiện dự án. Và đặc biệt nhất, chúng em đã tổ chức thành công một tour du lịch trải nghiệm thành phố Bà Rịa cho các bạn học sinh, quý thầy cô và các anh chị cùng học sinh trường Trung học phổ thông Châu Thành. Và bây giờ để xem các bạn đã ứng dụng văn thuyết minh như thế nào trong suốt quá trình thực hiện dự án, xin mời quý thầy cô và các bạn chúng ta bước sang phần 2 của chương trình ngày hôm nay, 4 phút làm hướng dẫn viên. Em xin trân trọng giới thiệu 6 hướng dẫn viên đến từ 3 lớp 10A1, 10A2 và 10B4. Đến từ lớp 10A1, em xin trân trọng giới thiệu hướng dẫn viên Yến Nhi và hướng dẫn viên Hà Thương. Đến từ lớp 10A2, em xin trân trọng giới thiệu hướng dẫn viên Diễm My và hướng dẫn viên Trúc Linh. Và cuối cùng, đến từ lớp 10B4, em xin trân trọng giới thiệu hướng dẫn viên Phương Khanh và hướng dẫn viên Thu Uyên. Thiếu gì đúng không ạ? Thiếu gì vậy nhớ? Thiếu cái gì vậy? Quan trọng đó nè. Ủa, thiếu gì vậy ta? À, thiếu ban giám khảo. À, đã quên mất. Xin trân trọng kính mời quý thầy cô trong ban giám khảo cùng tham gia đám mây du khách tham quan và các gian hàng của chúng em. Và em xin trân trọng kính mời cô Trịnh Thị Thu, thầy Mai Chiêu Huy, cô Dương Thị Mai Hương, cô Trịnh Thị Thanh, cô Dương Thị Huyền, cô Trần Nguyễn Vũ Chính, cô Nguyễn Thị Ngọc Mai và cô Trần Thị Hảo. Và tiếp theo em xin mời hướng dẫn viên từ lớp 10A2 diễn đoàn. Xin mời quý thầy cô và các bạn cùng đi theo em để đến với gian trưng bày của lớp 10A2. Thank you.
quý thầy cô. Bên cạnh nhà tròn chúng ta còn có đền Đại Long Phước cũng là một điểm đến ấn tượng cho du khách. Và để tái hiện lại một cách sinh động thì lớp 10A chúng em cũng đã có mô hình tái hiện lại mặt cắt của đền Đại Long Phước. Chúng ta có thể thấy là đường đi ở trong đền Đại Long Phước rất là nhỏ, để thể hiện được là ngày xưa những chiến sĩ của chúng ta đã rất là khó khăn trong việc di chuyển ở trong khu địa đạo. Địa đạo của chúng ta dài tới 3.600 mét, và để có được một hệ thống như thế này thì nhân dân ta đã phải đào trong những hoàn cảnh là vô cùng khó khăn, phải đào vào ban đêm để tránh cho địch thiệt, và phải đào trong những hoàn cảnh khó khăn vô cùng. Nhưng mà nhân dân ta đã vượt qua tất cả, vượt qua khó khăn và đồng lòng đồng sức để có được một hệ thống như thế này. Và chính hệ thống địa đạo này đã giúp cho những người dân xã Long Phước có thể vượt qua được cái trận càn của địch. Và không chỉ tài trí trong việc đào hầm, mà rịa tự hào vì có những người con anh hùng. Và các anh hùng liệt sĩ đã được các bạn nhóm doanh nhân viết bên trong cuốn tập sang xinh đẹp này. Và một trong những yếu tố góp phần cho nền độc lập của dân tộc đó là công lao của các anh hùng liệt sĩ. Và một trong những anh hùng liệt sĩ tiêu biểu cho thành phố Bà Rịa đó là liệt sĩ Lê Quang Cường. Và để hiểu rõ hơn về con người của liệt sĩ Lê Quang Cường cũng như là công lao của liệt sĩ đối với mảnh đất Bà Rịa thân thương, xin mời quý thầy cô và các bạn chúng ta cùng trở về hàng ghế ngồi để xem vở kịch tái hiện lại một phần đời liệt sĩ.
người kiệt xuất có công lao to lớn trong suốt lịch sử hình thành của Bà Rịa. Và với 12 sản phẩm mà lớp 10A2 đã hoàn thành trong dự án Tôi Yêu Bà Rịa và phần thực hành của những giảng viên ngày hôm nay, chúng mình mong muốn mang đến cho quý thầy cô cùng tất cả các bạn những thông tin ý nghĩa về vùng đất anh hùng giàu truyền thống yêu nước cách mạng. Bên cạnh vẻ đẹp lịch sử thì Bà Rịa còn có những nét đẹp tiềm ẩn, và sau đây xin mời quý thầy cô cùng tất cả các bạn sẽ chân lên đến tham quan các gian hàng của lớp 10A1 và lớp 10B4. Thầy cô và các bạn học sinh, chúng ta hãy cùng theo chân chúng em đến với gian hàng của lớp 10B4. Chào mừng quý thầy cô và với tất cả các bạn giờ đến với gian hàng của lớp 10B4. Thì nhờ vận dụng vào các phương pháp thuyết minh như liệt kê, nêu số liệu và phân tích chọn lọc thông tin một cách chuẩn xác nhất để làm hồ sơ cũng như làm ra được các sản phẩm ở đây, và cũng nhờ vào các phương pháp thuyết minh này mà chúng em muốn mang đến cho quý thầy cô và các bạn hai bài văn thuyết minh về các sản phẩm rượu và uống. Và các sản phẩm của lớp 10B4 gồm có các poster về địa đạo Đông Phước, chùa Diệu Linh và nhà Tròn. Bên cạnh đó có một sản phẩm rất đặc sắc của lớp 10B4, đó chính là các bao lì xì do bốn nhóm của lớp 10B4 thực hiện. Trên những bao lì xì này có in các hình như địa đạo Đông Phước, nhà Tròn cùng với các nghề truyền thống như bún Long Kiên, vị bún Long Kiên và đặc sản rượu Hà Long. Và còn một sản phẩm của lớp 10B4 đó chính là quạt ho. Quạt ho chính là nguồn cảm hứng của chúng em khi tham gia các xưởng làm bún và các xưởng làm rượu ở thành phố Hà Nội này. Và thêm một sản phẩm nữa đó chính là cuốn sách về Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là cuốn sách viết về những câu chuyện của những người con Bà Rịa do nhiều tác giả biên soạn. Đọc cuốn sách này quý thầy cô sẽ tìm hiểu, các thầy cô sẽ yêu mến, còn yêu mến hơn các con người cũng như là vẻ đẹp của Bà Rịa nói chung và Bà Rịa nói riêng và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Nhưng bên cạnh đó, lớp 10B4 chúng em đã đầu tư tìm hiểu rất kỹ về hai nghề truyền thống của thành phố Bà Rịa, đó chính là đặc sản rượu Hòa Long và nghề bún Long Kiên. Bún là một món ăn rất nổi tiếng với người dân Bà Rịa. Tại thành phố Bà Rịa đã có một ngành nghề truyền thống tồn tại qua bao đời, đó chính là ngành nghề truyền thống bún Long Kiên. Ngành nghề truyền thống này có nguồn gốc từ miền Bắc, cụ thể hơn là ở thành phố Hải Phòng. Chúng em nhóm học sinh lớp 10B4 đã có một chuyến tham quan và tìm hiểu kỹ hơn về ngành nghề truyền thống này. Chúng em được những người dân ở đây cho biết ngành nghề đã trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, và những hộ làm nghề tập trung ở khu phố 6 phường Phước Nguyên với hơn 30 hộ gia đình tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cho cha ông để lại. Nghề truyền thống đã trở thành một trong những nguồn thu nhập chính của
thành phố Bà Rịa và đồng thời cũng là một điểm đến du lịch hấp dẫn tại thành phố Bà Rịa. Và thêm một sản phẩm nữa mà lớp 10B4 chúng em đã đầu tư tìm hiểu rất kỹ, đó chính là đặc sản rượu Hà Long. Đặc sản rượu Hà Long theo em được biết đã có từ rất lâu đời, từ khoảng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Rượu Hà Long nổi tiếng, có vị thơm nồng nàn, có vị cay nồng và vị ngọt rất quyến rũ. Để tạo nên thương hiệu của rượu Hà Long thì bà con nơi đây phải tuân thủ theo rất nhiều những nguyên liệu cũng như những quy trình chế biến rất nghiêm ngặt, như xay gạo còn nguyên cám, men rượu được chế biến bằng hoa mồi, quế chi, trộn đều cơm và men rượu, rồi ủ bằng chân sành vào khoảng 3 ngày. Ngoài ra, thiên nhiên còn ban tặng cho vùng đất Hà Long nguồn nước thẩm thấu từ lớp đất ba gian nên rất ngọt và mát. Dùng nguồn nước này để làm rượu thì rất tuyệt vời. Trong quá trình đi làm dự án Tâm Thiên Minh này, lớp chúng em đã nhận ra được rất nhiều vẻ đẹp của người Bà Rịa. Bởi họ là những người con rất kiên trì, bởi nếu họ không kiên trì, họ sẽ không bao giờ tìm ra được những nguồn nước mát ngọt dưới độ sâu vài chục mét. Và thứ hai, họ là những con người rất có tấm lòng, bởi nếu không có cái tâm đối với con người, thì họ sẽ không bao giờ tạo ra được những sản phẩm chất lượng, cũng như là những vật liệu thơm ngon đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Và bản thân em, một người con của đất Bà Rịa, em rất tự hào về truyền thống, về đất truyền thống và ăn uống này, và làm sao để có thể phát huy nhiều tiềm năng hơn nữa của thành phố Bà Rịa chính là điều mà lớp học sinh chúng em mong muốn. Và còn rất nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn của thành phố Bà Rịa sẽ được lớp 10A1 chuyển tài truyền tải đến với thầy cô cùng với tất cả các bạn. Mời quý thầy cô cùng với tất cả các bạn chúng ta di chuyển đến gian hàng của lớp 10A1. Kính chào quý thầy cô, quý khách của các bạn học sinh đã đến thăm gian hàng du lịch sản phẩm của lớp 10A1. Sau khi mọi người đã có những kiến thức thú vị tại lớp 10B4, thì mời mọi người cùng chúng em đi khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn của thành phố Bà Rịa. Sau 3 tháng học hỏi, tìm tòi những kiến thức thăm thiết minh và ứng dụng vào cuộc sống, thì tập thể lớp 10A1 đã cho ra sáng sản phẩm tuyệt vời. Trong số đó, con thứ nhất, đầu thứ nhất và đặc biệt nhất chính là tour du lịch 12 giờ trải nghiệm thành phố Hà Nội. Thì nó cũng có sự dụng cao của người
Bà Rịa phải là nơi ghi dấu những nét đẹp truyền thống lâu đời, vừa cổ đại vừa hiện đại, tuy cũ nhưng giá trị thì không phai mờ theo thời gian. Có thể nói văn hóa đã tạo cho Bà Rịa có những tiềm năng phát triển du lịch dồi dào, thu hút khách du lịch khắp nơi, và đặc biệt luôn để lại trong tim người ở và người đến một tình yêu không dễ gọi tên. Chỉ mời quý khách tham quan tới lại gần với gian hàng chúng em hơn để được tham quan những sản phẩm mà chúng em đã cố gắng nỗ lực hết 3 tháng trời. Rộng ra
trong các giờ học văn thuyết minh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin cảm ơn. Và để đạt được buổi báo cáo như ngày hôm nay thì chúng em cũng đã được sự đồng hành và cố vấn trong suốt quá trình là tổ ngữ văn trường trung học phổ thông Châu Thành, và đặc biệt hơn hết đó chính là ba giáo viên đến từ ba lớp. Cô Trần Thị Tuyết Hoa đồng hành cùng với lớp 10A1. Cô Lê Thị Trang Nhung đồng hành với lớp 10A2. Và cô Nguyễn Thị Bích Hòa đồng hành cùng với lớp 10B4. Và em xin mời đại diện từ ba cố vấn đó chính là cô Bích Hòa lên chia sẻ một số cảm xúc ạ. Kính thưa quý thầy cô đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay, thân mến chào các em học sinh của ba lớp. Thực sự cô rất là xúc động bởi vì đã đồng hành với em trong 3 tháng chờ. Trong 20 năm giảng dạy ở trường trung học phổ thông Châu Thành, và đây cũng là lần đầu tiên đồng hành với các em ở một cái phương pháp mới, đó là phương pháp dạy học bằng dự án văn thuyết minh. Có 8 tiết văn thuyết minh ở lớp 10, dài tuổi 20 năm, bao giờ cũng có lúc đem tới cái niềm hứng thú, nhưng có lúc cứ trăn trở không biết phải làm sao để làm mới mình, làm mới cái tầng đứng lớp để cho các em có thể cảm hứng. Thì tổ ngữ văn và đặc biệt là cô Trang Nhung, cô Tuyết Hoa và cô đã nghĩ ra một cái ý tưởng là vận dụng vào thực tiễn, và với 3 tháng ròng rã các em đã có những niềm vui, có những nỗi buồn, có những khó khăn, và đã vượt lên tất cả những khó khăn ấy để có được ngày hôm nay. Và hôm nay trong cái buổi triển lãm này thì cô cũng muốn có một đôi lời gửi gắm cái cảm xúc của mình. Cái thứ nhất là đặc điểm của ban dự án, quý thầy cô chúng ta cũng phải hiểu là đây là một cái dự án, cái phương pháp này á, là lấy học sinh làm trung tâm và học sinh phải tự làm các hoạt động. Tự làm các hoạt động, tất cả là cô đang như cô Tuyết Hoa, cô Hoàng là cô vận động phía sau. Từ cái chỗ mà đầu tiên em phải đi sang phòng văn hóa thông tin của thành phố Bà Rịa tìm để xác minh xem thử cái gì được gọi, địa điểm nào được gọi là di tích lịch sử, món ăn nào được xác nhận là món ăn truyền thống, rồi cảnh quan nào được xem là di tích lịch sử, chứ không phải là thích viết về cái gì mà biết, thích nói về cái gì được gọi tên nó là một điểm danh, là không phải là mình theo cảm tính, phải có xác nhận của phòng văn hóa thông tin. Và các em đã từ mình đi làm, chỉ không phải cô Vinh Hoàng ngồi điền, cũng không phải là cô Trang Nhung dẫn các em đi, các em được từ làm hết. Rồi việc các em mời giáo sư Nguyễn Đình Thống, giảng viên của trường khoa học xã hội nhân văn, trước đây là ban tuyên giáo của tỉnh ủy, về để nói một buổi cho các em về lịch sử của Bà Rịa. Rồi sau đó chúng ta kết nối với các học sinh, từ học sinh Châu Thành là em Lê Đình Lê, để dạy cho các em cái kỹ năng quay phim như thế nào, chụp hình ra làm sao, để chúng ta đảm bảo cái tiết học thuyết minh vừa có nghe, có nhìn, có cảm, có ngửi, có ăn, vân vân, tất cả các cái giác quan chúng ta đều rung lên trong một cái phút cộng hưởng của ngày hôm nay rất tuyệt vời. Và thực sự cô cảm thấy các em đã rèn luyện được các kỹ năng, đặc biệt trong ngày hôm nay thì cô chúng ta nhìn thấy cái video clip. Cái dấu nào mà đọc thay thế thì đó chính là cái phần sử dụng công nghệ thông tin rất là kỹ năng kỹ xảo của các em. Khi các em đánh chữ ra thì âm thanh liền lên, chứ không phải là một ai đọc hết, và quý thầy cô chúng ta không biết điều đó. Nhưng mà kỹ năng của các em đã thể hiện được trong dự án này, hay là cái phần thuyết minh được thể hiện cả thuyết minh nói này, thuyết minh viết này, trong các cái sản phẩm mà các bạn đã gửi gắm, trong đó là cả phần tiếng Việt và cả phần tiếng Anh, để sau này các bạn có thể hầu một cái phần dự án này là chúng ta sẽ gửi sang phòng văn hóa thông tin, gửi sang ban tuyên giáo, gửi sang các cái triển lãm, để chúng ta có thể góp phần vào nghiên cứu lịch sử của địa phương, rồi chúng ta có thể là tuyên truyền cho du khách. Tất cả những cái hầu của buổi hôm nay còn nữa, chứ không phải là đây là dừng. Thực sự muốn nói thì rất là nhiều, nhưng tí nữa chúng ta sẽ trao đổi với nhau ở trong cái phần trình bày của cô Trang Nhung. Còn hôm nay với cái thời gian rất là ít ỏi, cô thực sự rất là cảm ơn và cực kỳ xúc động trong cái buổi triển lãm ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các em. Cảm ơn quý vị. Chúng em xin chân thành cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của cô Bích Hòa. Và để khép lại chương trình buổi báo cáo của chúng em ngày hôm nay, thì xin mời cô Lê Thị Trang Nhung lên có đôi lời phát biểu.